Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh Gap Vlog nha. À, hôm nay mình sẽ làm một cái hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký chạy Grab. Thì đăng ký chạy Grab thì địa chỉ Grab nằm ở đâu? Thì bây giờ mình sẽ tới ngay cái địa chỉ đó mình quay cho mọi người nha. Thì địa chỉ nằm ở ngay số 3 đường Nguyễn Lương Bằng. Có nhiều người sẽ gọi là sẽ lộn qua bên Nguyễn Lê Đình Cổ đúng không? Này, nói chung là các bạn nhớ nha, đây, số 3 Nguyễn Lương Bằng là cái tòa nhà màu trắng trắng đó đó. Đó, tòa nhà màu trắng trắng đó. Đó là số 3 Nguyễn Lương Bằng. Giờ mình sẽ chạy từ từ mình quay cho mọi người xem. Ok. Hôm nay mình đứng mình ngồi chung với anh đó, giờ anh đó cũng bỏ cuộc rồi. Hôm nay là thứ bảy, tình hình là khá là vắng và khá là ế luôn. Đây, đây là trụ sở đăng ký chạy Grab nè. Đó các bạn thấy không? Grab, điểm hỗ trợ của Grab nè. Đó. Còn phía bên trái là các bạn gửi hầm nè. Là các bạn đi vô là các bạn đăng ký chạy Grab. Hôm nay thứ bảy thì nó sẽ khá là vắng. Đó. Số 3 Nguyễn Lương Bằng là nằm ở phía sau nha các bạn. Thì mình sẽ nói sơ lược về cái giấy tờ mà các bạn khi mà đăng ký chạy Grab nha. Thì đầu tiên á, các bạn muốn đăng ký chạy Grab á thì là các bạn phải có cái gì? Đó là căn cước công dân nè, giấy phép lái xe nè, rồi lý lịch tư pháp. Lý lịch tư pháp thì mình có thể bổ sung sau, không cần phải vô là các bạn cần phải có, nhưng mà chạy một tháng sau là các bạn phải bổ sung nha. Rồi sau đó thì các bạn cần phải một chiếc xe, không có xe thì đâu được đi chạy Grab đâu đúng không? Rồi giấy tờ xe đúng không, giấy tờ xe nè, cà vẹt xe của mình đi đăng ký nè, rồi bảo hiểm xe nè. Rồi khi mà các bạn á có đầy đủ hết mấy cái đó rồi, các bạn lên văn phòng mà các bạn đăng ký là xong mà. Rồi nó xét xe cũng dễ lắm, cũng không có gì gọi là khó khăn cả. Giống như chiếc radio của mình đó thì vô coi chút xíu là duyệt liền luôn. Thì các bạn mà muốn đăng ký chạy Grab thì nó có 4 gói combo. Thì combo 1, combo 2, combo 3, combo 4 rồi mà anh Grab bị bắt rồi các bạn ơi. Rồi xong. Anh Grab bị bắt rồi kìa. Xui luôn. Trời, nghĩ sao mà ổng đi vô đường cấm vậy trời. À, tội nghiệp. Rồi đi. Thì đó là những cái giấy tờ là khi những giấy tờ và những cái điều mà cần thiết khi mà mình đăng ký Grab. Thì mình sẽ nói về combo 1, combo 2, combo 3, combo 4 nha. Thì combo 1 là bay và giao hàng. Rồi các bạn có thể chạy là bay hoặc là giao đồ ăn. Combo 2, combo 3 là các bạn có thể chạy giao hàng không thôi, không cần chở khách gì cả. Rồi combo 4 thì các bạn hả, ta nói hả, chạy tất cả dịch vụ luôn, book hết. Nói vậy thôi chứ các bạn khi mà đăng ký thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn một cách rất là tận tình luôn. Thì mua quần áo thì cũng rơi vào tầm là 400-500 à. Rồi khi mà các bạn mà đi vô đăng ký chạy Grab đúng không, là các bạn phải nạp tiền vô tài nạp tiền vô tài khoản. Thì các bạn nạp khoảng 200.000 2 đến 500.000, tùy mình thôi, tùy mình muốn nạp vô tài khoản. Nạp vô tài khoản để làm gì? Là để chúng ta chạy chạy Grab, để khi mà có cuốc á thì nó sẽ trừ vào chiết khấu. Nói chung á, khi mà các bạn đăng ký thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cực kỳ gọi là dễ luôn. Mà muốn nạp tiền vô là các bạn phải vô siêu cây nè, Vinmart nè, rồi những cái gọi là cửa hàng mà tiện ích á thì nạp vô là xong. Có khi mình có Momo hay là ngân hàng Vietcom hay là ngân hàng gì đó các bạn nạp vô cũng được hết. Hiện tại một ngày tài xế đăng ký khá là đông, lên tới 100 đến 200, có lúc thì nó lên tới 300 luôn. Trời ơi, ta nói nó đông giá mang luôn các bạn ơi. Không biết á, tài xế ok, ai chạy cũng được hết, mình cũng không cạn. Nhưng mà các bạn biết không, tài xế nhiều, đâm ra cái không có khách thì ngồi chơi hết cả đám. Thời buổi kinh tế khó khăn thì thất nghiệp nhiều, nhưng mà nhiều người chọn Grab. Nhưng mà chạy Grab thì nó không có như mọi người mới nghĩ đâu. Đời không có như mơ đâu nha mấy ông à. Tại tôi á, không có việc gì á, nên tôi mới đi chạy Grab á. Tôi mà có công việc chính thì tôi cũng không đi chạy Grab đâu. Ôi, hiện tại bây giờ là mình thấy là đang kẹt xe nè. Đây là đường Nguyễn Thị Thập.
giờ này chưa mà bị kẹt xe là cảm giác là khó chịu lắm. Nói chứ chạy Grab á thì nó được cái thời gian thoải mái thiệt á, nhưng mà các bạn mà chạy hết chạy giờ nào các bạn chạy thì nó không có ăn đâu nha. Như mình là mình ngày nào mình cũng chạy trên 10 tiếng đồng hồ á, chứ không có chạy chơi hết giờ nào ra giờ đó đâu, giờ nào mình cũng chạy hết á. Nãy giờ mình nói chuyện với các bạn tới giờ luôn là Grab vẫn chưa phát cuốc cho mình. Đó là các bạn thấy đi, hôm nay là ngày thứ bảy nữa nên có lượng khách khá là ít, tại vì một phần đó người ta không có đi làm, một phần đó là cái công ty tất cả các ngân hàng đều đóng cửa rồi, với lại thứ bảy đâu có ai đi làm văn phòng mà làm, họ làm buổi sáng hoặc có khi họ chiều họ về rồi nên đâm ra khá là ít đơn. Nhưng mà được cái là thứ bảy hay là chủ nhật đó là chạy Grab Food đó là ok. Xíu nữa thì mình cũng phải bật Grab Food mình chạy thôi, để mình hướng dẫn cho mọi người cách chạy Grab Food như thế nào là dễ và không bị bơm hàng. Giờ mình lên mình nhắc cái anh kia, anh dính miếng vải trên xe kìa, không thôi nó mà cuốn vô cái bánh là thấy mệt mỏi luôn á. Dính miếng vải kìa. Đó, mình phải nhắc họ các bạn. Mình nhắc họ để họ biết, họ lấy ra chứ không thôi nó dính vô nó cuốn vô bánh xe á, lúc đó rắc rối lắm. Thôi. Bây giờ chạy vòng 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 mà không có cuốc là cá là bực bội luôn á, khá buồn luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ ghé qua bên góc nào mát mát là mình sẽ đậu lại thôi. Chứ mà cảm thấy bây giờ là thấy bất ổn lắm luôn rồi đó. Trời ơi, mình đi chạy Grab mà Grab không phát cuốc á là mình cảm thấy là trong người nó khó chịu. Có cuốc rồi nè. Cuốc Grab bay nè các bạn, 81 đường số 79. Bạch Maxi à. Ô, bạch Maxi kìa. Trời ơi, hên quá các bạn ơi, giờ mới có cuốc kìa. Mừng thấy phải nổi luôn. Dạ alo. À em tới bạch Maxi rồi chị ơi. Dạ dạ. Ok các bạn, giờ mình rước khách nha. Mình rước khách đi về quận nhất đây. Đi về quận 3. Trời ơi, mừng hết lớn luôn á. Ok, bây giờ mình chờ khách mua hút, sau đó thì mình sẽ chở khách đi. Thì mọi người biết không, đăng ký mà chạy Grab thì nó rất là đơn giản, mà khi mà ra chạy nó sẽ khác hoàn toàn với những gì mình được trong Grab chị. Nói chung thực tế nó sẽ khác hoàn toàn với lại cái việc các bạn đi đăng ký họ sẽ nói khác hơn. Dạ mình về Nguyễn Đình Chiếu ạ. Xe em hơi